xuất hiện kẻ mạo danh Ngân hàng Thế giới để lừa đảo ở Việt Nam. Đại diện Ngân hàng Thế giới vừa cho biết, gần đây nhận được thông tin một số cá nhân tự xưng là nhân viên văn phòng của một Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội liên hệ với một số cơ quan yêu cầu trả phí dịch vụ. Ngân hàng Thế giới khẳng định, nhân viên Ngân hàng Thế giới không được phép thu bất kỳ khoản phí nào khi thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình. Để xác minh thông tin của các cá nhân được cho là nhân viên hoặc có liên quan tới Ngân hàng Thế giới, có thể liên hệ văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội qua email vietnam@worldbank.org. Ngân hàng Thế giới sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ nào đối với các đề nghị hoặc lời chào giả mạo. Tương tự như vậy, Ngân hàng Thế giới cũng sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản phí nào do những kẻ mạo danh là đại diện Ngân hàng Thế giới thu của quý vị. Đại diện Ngân hàng Thế giới cho hay, thông tin thêm, đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết thủ đoạn của các đối tượng này là lừa đảo phí ứng trước, gạ gẫm mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng, vốn không phải là ngân hàng thương mại, lừa đảo chúng thường qua tin nhắn, thư, email. Thông thường, những lời gạ gẫm yêu cầu các nạn nhân tiềm năng cung cấp thông tin cá nhân như chữ ký hoặc các thông tin tài khoản ngân hàng và trả một số khoản phí ứng trước, thường được mô tả là phí xử lý. Đổi lại, nạn nhân tiềm năng được hứa hẹn một số tiền mà người gạ gẫm lệ phí không có ý định trả. Một số trường hợp cũng kẻ lừa đảo đã sử dụng tên của các nhân viên thực tế của ngân hàng để ký vào các bức thư nhằm tạo lòng tin, có cả hình thức tin tuyển dụng gian lận, yêu cầu gửi tiền như một phần của quy trình tuyển dụng nhằm lừa tiền, thông tin cá nhân. Nhóm Ngân hàng Thế giới khẳng định không yêu cầu bất cứ số tiền nào trong quá trình tuyển dụng. Thông tin liên lạc chính thức từ nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ luôn được gửi đến email có đuôi worldbankgroup.org/worldbank.org. Nếu bạn cho mình là một nạn nhân tiềm năng của những lời mời làm việc lừa đảo, có thể chuyển tiếp mọi thông tin liên quan mà bạn nhận được tới nhóm Ngân hàng Thế giới